Khu dự án của Bắc Vận Hải. Lô Hợp này đồng mua bán nhé. hợp đồng mua bán à? Bên em là 5 nhân với cả 20 100 mét. 5 nhân 20 100 mét. Giá của nó là 36 thương lượng á. Giá Còn nghề 36 nó hả? đi, còn bán nắm chủ 36 á. À, 36 thương lượng thì khoảng 35 chốt. Ở đây là hồi trước là xây được 4 tầng á. Xây Nhưng 4 mà tầng. bây giờ được xây dựng từ đó rồi. Cái này xây cái này sổ mà đừng nghe chị nói này, cái này sổ là nó có phôi rồi. À. Bây giờ là chỉ ai mua là xây nhà là điền tiền vô thôi. À. Sổ là đã có phôi, giờ ai mua là xây điền tên vào. Còn Ngày cái trước lô là này, xây theo chủ đầu tư, còn bây giờ là xây theo dự án. cái lô này đường này là 5 mét nha, Gần mà 5 thông mét. qua đó là công viên nè. Dạ. Tức là cái khu này nó có phân khúc nha, ở phía kia là liền kề biệt thự, Dạ. rồi mấy cái khúc này thì nhà ở liền kề này. À. Còn ở đây bên này nó có một bên là quỹ đất này, chào anh. Còn bên kia là nhà xây liền kề á, nó có phân khúc của nó. Thế Dạ. bây giờ là được nhà nước Giờ được xây dựng cho tự xây do dựng anh. tự do đó. À. Dạ. Đây là ra đây là công viên này, Dạ nhớ. đây là công viên này, Công viên ở đây à? công viên đó là đi sang đó là Hoàng Quân mà. Chung cư Hồng Quân phía trước. Đây là dự án Bắc Vĩnh Hải cô chú ạ. Hôm nay mình đi tìm hiểu đất đai ở gần với lại đường Điện Biên Phủ. Với lại gần chỗ chung cư Hồng Quân. Đây là Bắc Vĩnh Hải. Hợp đồng mua bán của chú ạ, chưa có sổ. Đã có phôi thôi chị. À có nghĩa là à. À giờ chỉ có điền tên vào nữa thôi, xây nhà là điền tên vào. À. một trăm một một trăm mét đó chị. Dạ dạ còn phân khúc bên này là xây dựng từ gió 7 tầng nhá, chỗ này hả nhưng gì, mà xây 7 tầng là như 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 căn nhà này đúng không? Đâu đâu đâu, đất tái định cư là đâu? À à, cái lô này là 37 triệu mét này. 37 triệu hả? Cái này ngang là 49. Ngang 49. Sáu ngựa hầu. À. Nó Một phải đi lô là nó từ bên này 34 qua mét, đây. 37 triệu mét. Lô nó từ đây sang đây này. Dạ. 37 triệu, cái này là đã có sổ rồi, tái định Đây cư. nó có sổ rồi. À. Cái này khu này tái định cư. Ở đây là đường đường này chạy thẳng, đây là đường Đặng Thái Thân. Ra Điện Biên Phủ. Nhà liền kề đó, À. nhà liền kề là dân em đập em sửa lên được lâu đó, À. không anh muốn quay đó là nhà liền kề nè. Dạ. Lô này là 37 km nha. 37 em chị. Hướng Hướng Nam. Nam. Cái xây dựng tự do có sổ rồi. Dạ xây dựng tự do. Dạ. Ngân hàng một triệu và Vay 80. Dạ. nữa. Ok chị Ngọc. Đi ra đây lô nằm ngoài này này. Dạ. Hôm nay mình đi theo chị Ngọc tìm hiểu đất ở khu Bắc Vĩnh Hải. Chỗ này là gần với lại chung cư Hoàng Quân cô chú ạ. Từ đây đi ra biển khoảng tầm 2 đến 3 km. Đây là đường đường Thoại Ngọc Hầu 13 m. Dạ. Để em nói cái.
là đây là đường Thoại Ngọc Hầu, và bên này là Điện Biên Phủ, chạy thẳng qua kia là chung cư Hồng Phú, Bình Phú, Bình Phú. Dạ. Dạ. Chạy thẳng bên là phần lớp Hồng Đây là chung cư Hoàng Quân, đi qua đi. đấy cũng đối thuộc dự án của đất đó bao bao Bắc Vĩnh Hải nhá. À, Bắc Vĩnh Hải. Tất cả là có phôi hết rồi, bên này là đất của hợp đồng mua bán nhưng mà có phôi sẵn rồi, À. giờ chỉ cần thấy lên cái gọi là cái cột thôi À. để cho nó hoàn thiện thành cột, đó là việc tên cô là sẵn. Ok. Đấy, cái lô này là 2 lô, nó bán lô cặp được bán lẻ cũng được 58 triệu 1 mét thì ngang 5 này, 2 lô thì ngang 10 này. À. Tôi nghĩ là 2 lô này là mỗi lô là ngang 5 hết, 2 lô là ngang 10. À, pháp lý là hợp đồng mua bán. Giờ xây cái nhà xong á là điền tên vào sổ. Tất Để cả là buộc ở đây người ta buộc phải xây nhà, à. ở đây người ta buộc phải xây nhà cho nên là có phôi rồi, À. cái phôi sổ nó cũng là có sổ rồi, chỉ có giờ chỉ cần xây lên là có cái hình thành một cái nhà thôi, một cái cột khung hình của hắn thôi À. là điền tên vô là ok, 58 có triệu một rồi, mét. số nhà số lô có sẵn sổ rồi, 58 đúng không chị Ngọc? 58 km À. thôi được. Dạ, mặt tiền đường Thoại Ngọc Hầu. À. Từ đây đi ra biển khoảng tầm 2 cây lim. À. Cái này là của bác Vượng hả? Cái khu này luôn hả? Thấy chung cư đó. À, xây chung cư giá rẻ cho người dân đúng không? Dạ, ngó đây là đi qua kia là chung cư Bình Phú nè cô chú. Dạ. À, lòng Hồng Quân, Hồng Quân. Chung cư Hồng Quân. Dạ, sorry cô chú. Chung cư Hồng Quân. Đây, 2 lô, mỗi lô là 100 mét đúng không chị? Dạ. Hợp đồng mua bán đã có phôi, giờ chỉ còn điền tên vào nữa thôi. Hướng này là hướng đông nè cô chú. 2 lô này là hướng đông nè. Còn nào nữa không chị Ngọc? Cái dự án đấy thôi, 3 lô được rồi. Về lô hả? Ít gì. Mệt lắm, cứ ốm rồi. Đấy, cứ bỏ lô mà chưa làm việc với ông Phố á. À. Ok. Bỏ lô cho kia, Đây, đấy, chỉ đây. có đơn vị ngủ đấy. Đây chị chỉ luôn Một ấy. bên khách sạn tăng đúng đó. Ồ, Đây khách là một sạn đó là không ăn thua đâu. một bên khách sạn, lô đất đó. À. Lô đất ở Lô đâu? đất thì được chứ còn khách sạn thì thôi. Không, lô đất nổi 112 mét, ngang 60 m. Dạ. 8 tỷ không thua luôn. À, mặt 6 tiền tỷ đường, rưỡi. mặt tiền tiền đường Điện Biên Phủ. Đây Đẹp, đây đây rất là đây đẹp. đây, Đi chọn này. cố lên trời ơi. Đi với em là chị Ngọc chỉ có nổi tiếng thôi, chị yên tâm đi. Sao sao à? Đây 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 đây, mình sẽ đi xem một cái lô đất mặt tiền đường Điện Biên Phủ cạnh với lại chỗ bến xe phía Bắc cô chú ạ. Lô đất này đối diện bến xe phía Bắc luôn. À đây. À. Dạ.
Dạ rồi. Là bến xe Phương Bắc, cái đường này là dạ, đường này rộng 20 mét. Dạ. Còn cái lô đất này là bao nhiêu? 112 mét, ngang 6 mét rưỡi nửa hầu nhá. Giá đúng 8 tỷ không thương lượng. 8 tỷ không thương lượng, 112 mét, ngang 6 mét. Đang cho thuê 12 triệu. Hướng này là hướng Bắc. À, đội đang cho thuê 12 triệu là cái lô này. À, ngang à, ngang là từ đây qua bên kia là 6 mét. À, giá 8 tỷ là giá này thì giá ngọt hay sao? Giá kẹt tiền. À, có nghĩa là cái lô này là người ta mua 8 tỷ 3, giờ ta kẹt tiền ta bán 8 tỷ. À, đã mặt tiền đường Điện Biên Phủ. 8 tỷ là không thương lượng nha cô chú. À, chị Ngọc nói là 8 tỷ không thương lượng. Có cần qua xem được không chị? Còn kiếm người sửa cảo. Dạ. Được không chị? Dạ cho em ngó xíu thôi, một phút thôi. Dạ ý là dạ rồi ok gì đây được rồi. Dạ đó, đây là bến xe phía Bắc của mình đây cô chú. Đó, phía trước là bến xe phía Bắc này. Đó, bến xe phía Bắc Nha Trang của mình, đường 2 tháng 4 với lại đường Điện Biên Phủ. Còn đây là quán cà phê Galaxy. Giá bán cái lô này là 9 tỷ. Lộn, 8 tỷ, 8 tỷ. Chủ mua 8 tỷ 3 giờ bán 8 tỷ. Kẹt tiền. Dạ, ý là lòng lề đường hả chị? Lòng lề đường khoảng 5 mét. Dạ. À, đi qua khoảng xíu là mình tới đường 2 tháng 4 cô chú. Đi khoảng tầm... chừng 200 mét đi, 200 mét là ra tới 2 tháng 4. Đi thẳng lên là dốc cô nuôi, dốc đại hàng cô chú ạ. Dạ rồi, bến xe phía Bắc phía trước đây. Dạ. À, còn lô nào nữa không? Xong rồi, chị đẹp. Dạ rồi, ok. Dạ. Rồi. Dạ. Được chưa? Có đi xem nữa không? Thôi hả? Về hả? Chị Ngọc không muốn đi nữa cô chú ạ, là để hôm sau nha. Dạ, cái lô đó. Bao thuê phí? À, chị Ngọc làm được luôn, là hết giấy tờ luôn. À bán giùm mà, không lấy, không bán, không lấy hoa hồng thì lấy gì sống? À. Dạ. Vậy thôi, đến đây Hùng cảm ơn cô chú đã theo dõi. Có gì Hùng sẽ dẫn cô chú từ đây đi ra biển nha. À. Hai cây, hai cây. Đó là cái lô này cô chú, 8 tỷ nhá. Mua 8 tỷ về giờ bán 8 tỷ.
Đâu cái lô nào nữa? À. Dạ. Lô này bao nhiêu mét vậy? 65 triệu mét không được á, cái tên kia bán á. À. Mà tiền nó nhỏ quá, mà tiền thì có ngang rồi thôi. À. Đây ngang chắc 4 mét à. Ngang 5 mét. Ngang 5. Mấy á? À. Đây à, qua đây 6 mét rưỡi hả? À. À. Đây 500 mét hả chị? 500 mét á. À, giá bao nhiêu chị? 65 triệu mét không được đó. À, 65 triệu 1 mét à. Dạ, thương lượng luôn. Hai mặt tiền. Mà mặt tiền đường Điện Biên Phủ. À, chỗ này là 65 triệu rồi. À. Chủ cũng đang kẹt tiền coi chú. Đây là nó hình chữ L. Đây, ở đây mặt sau của nó nè. Mặt sau. Đi ra tới dạng bức tường kia. Đó. Ở trong này thì giống như một cái quán cà phê coi chú. Trang trí cây cảnh rồi. Sáu mươi lăm triệu. Năm trăm mét. Năm trăm mét. Năm trăm mét. Từ đây về cách bến xe thì chắc tầm có 100 mét thôi. 100 đến 150. Bến xe phía bắc ở phía trước kìa. À. Dạ thấy rồi, thấy chữ L. Có dạ, nó có một cái đường thì cho nó thành ba mặt tiền hả? Dạ. Một cái hai từ ba mặt tiền đó. Dạ, một mặt đường nhỏ xíu. Cái mặt tiền ở đây nó hơi nhỏ. Ra đường kia. Dạ. Dạ. Thôi đi. Chị Ngọc này biết nhiều sản phẩm lắm con chú ạ. Chị Ngọc có nhiều sản phẩm, nhiều nguồn đó. Để cho cô chú tham khảo và lựa chọn. À, đến đoạn này là khu đô thị Bắc Vĩnh Hải nè cô chú. Những cái căn nhà này là thuộc khu đô thị Bắc Vĩnh Hải nè. Hả? Không, em đi ra biển cái. Dạ. À. Ok. À, đây là đường Đặng Thái Thân nè cô chú. Đó. À. Dạ. Bên này là trường cao đẳng du lịch Nha Trang nè. Cái lô gốc này là chị Ngọc nói là cái này là của bác Vượng nè. Đó, nên là em chung cư rồi.
Ngày xưa bác Vượng có tuyên bố là làm chung cư giá rẻ cho người ấy khoảng mấy trăm triệu á, cho người thu nhập thấp á. Đây là trường tiểu học Vĩnh Hòa nè cô chú. Đó, đây là Vĩnh Hòa nè. Hôm qua giờ là mình đi vòng vòng ở Vĩnh Hòa. Chỗ khu dân cư Bắc Vĩnh Hải đó thì nó rơi vào cách biển cũng khoảng 2 đến 3 cây số cô chú. Hùng là Hùng đi theo chị Ngọc á, là bởi vì chị Ngọc có nhiều cái sản phẩm á để cho cô chú xem nên là Hùng mới đi theo. À, sau này là chị Ngọc sẽ hỗ trợ cô chú trong việc là làm gửi sản phẩm cũng như là tư vấn. Ở đây là có Bách Hóa Xanh nè cô chú. Đó, đi xuống đây là Bách Hóa Xanh. Quay bên đây là chợ Ba Làng nè. Đó, chợ Ba Làng bên này. Nhà thuốc Long Châu. Đi thẳng xuống đây là tới bờ biển nè. Đây bờ biển và bãi tắm ở đây cô chú. Là mọi người là ở đây người ta tắm cho gần chứ không có đi xe xuống dưới kia thì nó xe là người ta ít cách ly. Đây người dân ở khu vực này ta ra đây ta tắm nè. À giờ có trẻ em tắm luôn. Nha Trang hôm nay nước cạn nên là mọi người tắm đông. Rồi, Hùng cảm ơn cô chú đã theo dõi và ủng hộ nha. Nếu thấy quan tâm đến đất đai thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất từ Hùng. Còn thích những cái lô đất đó thì Hùng sẽ làm việc với lại cô chú và gửi giấy tờ cho. Cô chú thấy hay thì like cho Hùng một like nhé. Cảm ơn cô chú đã yêu mến và ủng hộ ạ.